Xin chào các bạn, trên tay mình hiện nay đang là chiếc Nokia Lumia 900 và Lumia 800, hai thiết bị Vinaphone cao cấp nhất hiện nay của hãng sản xuất đến từ Phần Lan. Cả hai máy đều được thiết kế vỏ nguyên khối, được làm từ chất liệu polycarbonate giống như chiếc Nokia L9. Mặt trước đây chúng ta có màn hình cảm ứng rộng 4,3 inch trên chiếc 900 và 3,7 inch trên chiếc Lumia 800. Ở dưới này là 3 phím cảm ứng tiêu chuẩn của hệ điều hành Windows Phone, đó là phím Back, phím Home và phím Search. Trên này ta có loa đàm thoại. Lumia 900 còn bổ sung thêm một chiếc camera trước. Cạnh trái của hai máy hoàn toàn không có gì. Trên này chúng ta có jack tai nghe 3,5mm, cổng kết nối micro USB. Cả hai máy đều sử dụng micro SIM. Ở dưới này chúng ta có loa ngoài, mặt sau là camera 8 MP sử dụng ống kính Kazai, có khả năng quay phim 720p. Ở đây là đèn flash LED kép. Cạnh phải chúng ta có phím camera, phím khóa màn hình và phím tăng giảm âm lượng. Lumia 800 và 900 đều sử dụng màn hình công nghệ AMOLED và Nokia Clear Black, vì thế nên máy hiển thị dưới nắng ngoài trời rất là tốt. Cả hai máy này đều có độ phân giải 800x480 tiêu chuẩn của Windows Phone, nhưng tại vì chiếc 800 này có màn hình nhỏ hơn là 3,7 inch, vì thế nên mật độ điểm ảnh trên máy 800 cao hơn so với 900, đạt tới mức 252 ppi, trong khi đó 900 chỉ là 217 ppi. Lumia 800 và 900 hiện nay đang chạy hệ điều hành Windows Phone 7.5. Máy có bộ nhớ trong là 16GB, có cấu hình là chip lõi đơn 1.4GB Snapdragon và RAM là 512MB. So với cho các siêu phẩm Android thì cấu hình này là cấu hình của từ năm 2011. Tuy nhiên thì với hệ điều hành Windows Phone thì chỉ cần như vậy là các bạn có thể chạy mượt mà các ứng dụng. Ngoài ra thì Nokia còn đem tới hệ điều hành Windows Phone một số ứng dụng đặc trưng của hãng như là Nokia Maps. Bản đồ hiện nay cũng có thể sử dụng tại Việt Nam thay cho Google Maps trên Android. Nokia Drive giúp bạn dẫn đường. Hiện nay cũng hỗ trợ cả bản đồ tại Việt Nam. Tuy nhiên thì giọng nói là giọng nói bằng tiếng Anh chứ không phải là bằng tiếng Việt. Nokia Lumia 900 có pin dung lượng rất là lớn, lên tới 1830, trong khi đó chiếc Lumia 800 chỉ là 1450. Tuy nhiên, thời gian sử dụng thực tế cho thấy cả hai chiếc máy này đều có dung lượng pin sử dụng rất là dài, có thể lên tới 2 đến 3 ngày. Một phần là do máy chỉ có cấu hình là lõi đơn và hệ điều hành Windows Phone là sử dụng rất là ổn định, các ứng dụng chạy rất nhẹ nhàng và mượt mà. Xin cảm ơn các bạn.